Sau gần 90 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng thì Việt Nam đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm COVID-19 mới lây lan từ khu cách ly ra bên ngoài. Đầu tiên phải nói đến những sai phạm tại khu cách ly tập trung, rồi đến cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú. Sai phạm từ người thực hiện cách ly đến người giám sát, điều mà vốn dĩ đã được Bộ Y tế liên tục cảnh báo, yêu cầu siết chặt ngay từ khi có dịch COVID-19. Chuyện gì đến thì cũng phải đến. Hậu quả từ sự vô ý thức của một vài cá nhân mà chúng ta đang phải dốc toàn lực để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Phải chăng đã đến lúc không chỉ trông chờ vào ý thức của từng người mà cần áp dụng chế tài thật mạnh cho những sai phạm? Các cơ quan chức năng cũng cần phải xem xét lại sự quản lý giám sát việc phòng dịch của mình. Liệu chúng ta đã thật sự làm tròn trách nhiệm hay chưa? Căn cứ vào luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, văn bản phòng chống COVID-19, thì bệnh nhân 1342 đã vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng chống COVID-19, mà cụ thể là quy định cách ly tại khu cách ly tập trung và cả cách ly tại nhà. Còn khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý cũng không tuân thủ các quy định về cách ly y tế, phòng chống COVID-19 tại cơ sở cách ly tập trung. Theo quy định của Bộ Y tế, khi phát hiện bệnh nhân dương tính, lập tức đối tượng tiếp xúc phải được cách ly tập trung 14 ngày. Nhưng cơ sở này lại để đối tượng về cách ly tại nhà và trở thành bệnh nhân 1342. Cùng với đó, khu quản lý nhà trọ phường 2 quận Tân Bình cũng không thực hiện đúng quy định về các biện pháp cách ly tại nhà. Hàng loạt các sai phạm liên quan đến cách ly y tế liên tục nối tiếp nhau. Hậu quả là dịch đã lây ra cộng đồng. Đã đến lúc áp dụng chế tài thật mạnh và nghiêm minh cho những trường hợp này, chứ không chỉ dừng ở mức răn đe. Đây là vi phạm nghiêm trọng, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh các tổ chức và cá nhân có liên quan. Không thể không xử lý những trường hợp này. Để ngăn ngừa giáo dục chung vì lý do vi phạm quy chế, nhất là quy chế cách ly tập trung mà chúng ta đã chỉ đạo. Theo quy định của pháp luật hình sự, người nào lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người khác thì sẽ có hai mức phạt. Thứ nhất là sẽ có mức phạt tiền từ 50 đến tối đa là 200 triệu đồng. Trong trường hợp nguy hiểm hơn thì người ta sẽ phải chịu phạt, mức phạt tù có thời hạn và mức phạt tù lên đến tối đa là 12 năm. Đây không phải lần đầu xảy ra những sai phạm về cách ly. Trước đó cũng đã từng có các trường hợp tương tự, và khác chăng là mức độ ảnh hưởng và hậu quả để lại. Ý thức, trách nhiệm là đương nhiên, nhưng đã đến lúc cần phải áp dụng chế tài thật mạnh, chứ không chỉ dừng ở mức độ răn đe.